Rồi chào tất cả các bạn đến với kênh Tổng Miền Tây của mình. Hổng về thì cũng có nhiều anh em hỏi mình sao mà không thấy quay vỏ bán. Hôm nay thì ông bạn mình có chiếc vỏ rồi các bạn. Vỏ composite. Máy Isuzu là 918. Bề ngang là 1m8 các bạn. Bề dài là 11m, 11m mấy vậy đó. Cái này là vỏ của hãng Huina nha các bạn. Isuzu 98. Chân chịch bằng thau ha, hình như mình thấy lắp bằng inox hay bằng kẽm vậy đó, bằng kẽm á các bạn. Rồi bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng xuống xem, mình quay cho các bạn xem ha. Và rất là khó xuống đó các bạn. Bây giờ mình xuống cái mình quay tiếp ha. Đây, xuống tới ở đây cái vỏ này hồi hôm nè, ở đây có mưa các bạn, mưa rất là lớn ha. Cái này ít xài các bạn. À, vỏ này lấy cũng gần 2 mét thôi các bạn. Đây láp bằng kẽm rồi các bạn. U bằng kẽm luôn. Vỏ này cào hến rồi các bạn. Cái này hình như là lái âm ở trong á. Đây chân vịt nè các bạn. Vịt này cũng đâu khoảng là chiều 98 mà chạy, chân vịt đâu khoảng là 8 tấc mấy nha các bạn. Bằng thau á. Đuôi lắp bằng inox. Hai con tán quá bự luôn. Vỏ này cũng còn mới nha các bạn. Vỏ bica, ba cái lá nó mục á, rớt xuống cũng không sao, gặp ở dưới cây là thời gian lâu cái này là mục hết. Ê, mũi rất là cao các bạn. Mũi rất là cao á. Cái móc này cào hến nhau châu vậy các bạn. Lát không có xét ha. Chỗ này vững nha các bạn, đứng một bên mà không nghiêng nè. Wow. Đây trồng rau ngổ quá trời luôn. Cái này thông số rồi các bạn, 265 kg, 76 kW, dòng tua là 3400. Máy này có chùm cao su nha các bạn. Đây cao su nãy mới dỡ ra và ống khói trời quá dày luôn. Cái này hộp số chế ha. Cái này là hộp số là 33 tua mấy nha các bạn. Đồng tiền nước. Đồng tiền nước mới nha các bạn. Đây, cái này cần số à. Xài cặc đăng. Hình như là vàng láp này mình thấy là bằng kẽm mà. Kẽm hết luôn các bạn, bây giờ nó không có xét á. Hôm trước nó quay ra ngoài, mình không có ra ngoài cho các bạn xem được á. Có chục bô các bạn. 98 mà có chục bô thì chạy khỏi nói rồi. Đây, cái mặt ở trước hình như thấy là bằng inox á, cái mặt nạ các bạn. Lực nhớt có cái bảo vệ luôn. Bằng kẽm. Máy này nói chung rồi tha nhớt tha đầu lại thì mới thôi, vì cái này bỏ để chùm cũng
chắc cũng hơi lâu à. Qua wow, trên này ba con chuột nó tha ốc thì lên trên này. Đây mép bên con heo các bạn, có xài đồng hồ nhớt á. Xài cái bơm GC75, bơm còn mới. Te nào cũng còn mới. Xương hàng còn mới chán luôn các bạn. Kw thôi, 265 kg, dòng tua là 3.400. Cái này không có đấu bánh chớn nha các bạn. Chung là dàn lắp còn quá mới luôn. Đưa tôm á. Vỏ này dài các bạn. Nó đâu 11 m, hơn 11 m gì đó. Bề ngang thì đâu khoảng là gần 2 m thôi. 1m8 đây. Cái bè chỗ này có hơi ở trên hơi mẻ một lỗ à, nhưng mà không sao, trên nữa. Chỗ này vỗ tải các bạn. Ân trước cũng rất là bự nha. Trước vừa ngang này cũng mét mấy á. Đây hai bên cái đào bên đó là cây trong nha các bạn. Chỗ này là có, như mình thấy là giống là có là nâng cấp ra rồi á. Anh có số điện thoại không? Không. Rồi khoan. Rồi anh đọc lớn lớn. Rồi. 0366 71 1964. Rồi số điện thoại của anh chủ vỏ các bạn. Đây các bạn có cần thì liên hệ ngay số ha.